Nếu bạn là một người làm việc nặng đô, cũng là gamer nghiêm túc, bạn cần một bộ máy mạnh mẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu nặng đô nhất, thì bộ máy mang trong mình trái tim là CPU Ryzen 7 7700X gắn trên một chiếc motherboard rất đẹp, nâng cấp được lâu dài, Asus X670e Plus Wi-Fi, kèm theo đó là các linh kiện cực kỳ cao cấp. Chắc chắn sẽ là một bộ máy rất phù hợp dành cho bạn, và bây giờ thì hãy cùng mình chiêm ngưỡng em nó và test hiệu năng nha. Với tựa game đầu tiên của chúng ta là tựa game FPS nhiều người chơi nhất trên Steam, CSGO. Ở thiết lập đồ họa thấp nhất trên nền đồ họa 4K, chúng ta có thể thấy được lượng FPS trả ra là rất tuyệt vời. Máy chạy cực kỳ mát và đáp ứng tốt tất cả thao tác của game thủ. Với mức FPS cao như vậy thì khi chơi ở 4K, hẳn rằng ai cũng sẽ trầm trồ mà thôi. Chúng ta cùng đến với một tựa game cực kỳ quen thuộc luôn được Given sử dụng để test. Với nhịp độ game nhanh, mạnh và thực sự RTX 3090 Ti quá là mạnh mẽ. Cân kèo được trên độ phân giải 4K dù đã được cập nhật trên setting cao hơn. Mọi thứ vẫn rất mượt mà, đủ mạnh mẽ để anh em leo rank ầm ầm với sức mạnh đủ đáp ứng với mọi chiếc màn hình 4K tần số quét cao. Yên tâm nhé. Trở lại với các tựa game AAA. Đầu tiên, quen thuộc phải nói đến Shadow of Tomb Raider. Tựa game vốn dĩ được benchmark rất nhiều trên GVN Channel. Tuy là một tựa game nặng và bậc max thiết lập đồ họa lẫn ray tracing thì vẫn quá dễ cho bộ PC của chúng ta có thể cân kèo em nó. Mời các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của em nó nha. Tiếp theo sau là Cyberpunk 2077. Ở tựa game này, bạn có thể thấy được hiệu năng của dàn máy trả ra là cực kỳ ổn áp. Thực sự có rất nhiều bộ máy đã phải đầu hàng trước tựa game đứng top tối ưu hệ thống tệ và nhiều bất như thế này. Tuy nhiên, ở thiết lập 4K và setting Ultra Ray Tracing thì dàn máy vẫn cực kỳ ổn áp với hơn 60 FPS trung bình, đủ để làm hài lòng mọi đối tượng người dùng máy tính. Tiếp theo sau, để có thể hình dung và so sánh sức mạnh khi sử dụng với các tác vụ làm việc, các bạn có thể tham khảo qua một số bài benchmark để có thể so sánh được sức mạnh của bộ máy với các cấu hình khác nha. Tụi mình test thông qua Cinebench 23, V-Ray benchmark và Blender benchmark. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng. Vậy là bạn vừa chiêm ngưỡng qua sức mạnh của Pro Atlas A3090 Ti. Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay đường link để tham khảo về sản phẩm.
GBM Pro A Plus 7 A390 Ti, sức mạnh vượt trội, tối ưu tầm giá.